Hello, xin chào các bạn Hôm nay mời các bạn đến với trận chung kết bảng hạng nhất của Julius Bear Generation Cup Giải đấu thứ năm thuộc chuỗi siêu giải Champion Chess Tour năm nay Để chứng kiến ván cờ giữa hai kỳ thủ Manukasen và thần đồng Alizeza Fizuza lớp thần đồng trẻ như Fizuza có thể được coi là sẽ xoán ngôi của ksen ở tương lai. Vì thế trận chung kết này mặc dù không phải là tranh ngôi vua cờ thì vẫn được mọi người hết sức mong đợi. Và trận chung kết diễn ra thực sự gay cấn. Sau 4 ván cờ nhanh hòa nhau, hai kỳ thủ phải bước vào ván cờ quyết định Armageddon để phân định thắng thua. Ván này ksen chấp hơi sâu khi mà anh cược thời gian chỉ có 8 phút 55 giây để được cầm quân đen thủ hòa. Nếu rằng kém Fizuza tận hơn 6 phút suy nghĩ thì Kassel có thể thủ hòa được hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Alizeza Fizuza được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Manu Kassel đáp trả bằng nước tốt C5. Triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mãi A3. Đen đi tốt E6. Trắng đẩy tốt B3. Mở đường cho tượng đến B2 kiểm soát đường chéo lớn. Đen đẩy tốt A6. Trắng đầy tiếp tốt G3 mở đường cho tượng lên G2 kiểm soát đường chéo lớn thứ hai. Đen dừng tốt D5 gã đổi. Tốt trắng ăn D5, tốt đen ăn lại D5. Trắng lên tượng G2 chuẩn bị nhập thành. Đen phát triển mã F6. Trắng theo hoạch nhập thành. Đen cũng lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng dừng tốt D4 gã đổi và mở đường cho tượng phát triển. Nên không đổi tốt với trắng mà nhanh chóng nhập thành. Trắng phát triển tiếp mã C3. Đen phát triển mã c6, trắng vẫn không đổi tốt với đen mà nhảy mã a4 kết hợp với tốt tấn công tốt đen c5, tốt đen liền ăn d4, mã trắng ăn lại d4, đen phi tượng đen g4 tấn công hậu trắng. ở đây trắng có thể đổi mã với đen tấn công lại hậu đen hoặc là để tốt f3 tấn công lại tượng đen. nhưng mà thực tế trắng lại lùi mã về e2 che chắn cho hậu. nước đi này làm mất đi sự kiểm soát của quân mã ở trung tâm đen liền qua xe E8 kiểm soát cột mở E kết hợp với tượng gây sức ép lên mã trắng. Giờ trắng mới để tốt f 3 tấn công tượng đen. Đến chạy tượng vệ D7. Trắng phát triển tượng E3 ngăn hậu hoặc tượng đen chiếu trộn. Đen dừng tốt B5 đuổi mã trắng. Trắng chạy mã về C3 liên kết song mã. Đen bình xe C8 kiểm soát cột mở C. Trắng lùi tượng vệ F2 tránh đường tấn công của xe đen trên cột mở E. Đen phi tượng của A3 chuẩn bị xuống B2 Tấn công đôi xe và mã trắng Trắng có xe B1 phòng thủ Đen nhảy mã B4 Gây sức ép lên tốt trắng C2 Trắng có xe E1 Làm đối trọng với xe đen trên cột M-E Nhưng đây lại là một sai lầm Nếu tận dụng được sai lầm này Thì đen nên để tốt D4 Tấn công mã trắng và thí tốt Mã trắng không thể ăn tốt đen Vì xe đen ăn mã trắng C3 ngay Còn tượng trắng mà ăn D4 thì đen này tượng f 5 kết đối tượng dọa ăn vào c2 tấn công đôi xe và hậu trắng xe đen cũng kiểm soát cột mở c trắng không thể nào giữ được tốt c2 lợi thế sẽ nghiêng về bên đen tuy nhiên ở ván cờ thực tế đen không đẩy tốt d4 mà lại dương tốt h5 trắng liền lên hậu d2 tăng cường bảo vệ mã c3 đen liền phế mã ăn c2 hậu trắng ăn mã đen và mã c3 bị ghim đen để tốt b4 bắt chết mã trắng, trắng chạy hậu d3, tốt đen ăn mã trắng và đen có được một quân tốt thông nguy hiểm, nhưng mà tốt thông này hơi đoản mệnh một chút vì mã trắng ăn ngay tốt đen, đen để đổi xe với trắng, xe trắng ăn lại xe đen, đen lùi tượng vệ b4 ghim mã trắng, trắng đi tượng d4 tăng cường bảo vệ mã, đen phi ổn lên a5 dồn thêm quân tấn công mã trắng, trắng lên xe e3 dồn thêm quân bảo vệ và tháo ghim cho mã. Mã trắng đã được tháo ghim cho nên đen đổi ngay tượng lấy mã của trắng. Tượng trắng ăn tượng đen, hậu đen ăn tốt trắng và đen lãi được một tốt. Lúc này trắng nên để tốt B4 hoặc là lùi hậu vệ D1 để bảo vệ cho tốt B3. Nhưng mà thực tế trắng dương tốt H3 mở đường thoát cho vua. Hậu đen liền ăn ngay tốt trắng B3 và đen hơn trắng hẳn hai quân tốt. Trắng để tốt G4 gạ đổi. Đen không đổi tốt mà lùi hậu về C4 gạ đổi hậu. Do đang kém tận hai tốt cho nên trắng không dám đổi hậu với đen mà lùi hậu về D2. Đen liền đẩy tốt D4 thí tốt. Tượng trắng ăn tốt đen, hậu đen C1 chiếu ép trắng phải đổi hậu. Trắng Vương Long phải đổi hậu với đen. Xe đen ăn lại hậu trắng, chiếu trắng chạy vua H2 nên lùi xe về C2 ghim tượng trắng G2. Trắng phi sẽ dùng E7 tấn công tượng đen. Còn mã đen thì lại đang bị tượng trắng tấn công. Đen chạy tượng B5 nên kết chặt chẽ với tốt thông Trắng lui xe về F1 Đen nhảy mã lên D5 Chiếm lĩnh trung tâm Định nhảy vào F4 Kết hợp với xe tấn công tượng trắng G2 Trắng lên tượng E5 Ngăn mã đen F4 Đen để tốt F6 tấn công tượng trắng Trắng chạy tượng D6 Không nhảy được mã vào F4 Đen nhảy mã E3 Kết hợp với xe tấn công tượng trắng G2 Và thí mã Nếu trắng có xe G1 bảo vệ tượng Thì đen sẽ phi tượng vào F1 Dồn thêm quân tấn công Trắng chắc chắn mất tượng Do đó không còn nước nào tốt hơn Xe trắng buộc phải ăn mã đen và bị đánh lạc hướng Chỉ chờ thế thì đen phi ngay tượng F1 bắt chết tượng trắng Trắng chạy trước vua lên G3 Xe đen ăn tượng trắng chiếu Trắng chạy tiếp vua lên F4 Đen có xe D2 tấn công tượng trắng Trắng chạy tượng C5 Đen sẽ D5 tiếp tục tấn công tượng trắng Xe trắng E8 chiếu Đen chạy vua H7 Trắng phi tượng vào F8 chuẩn bị lên xe 7 tiêu diệt tốt đen G7 Đen liền để tốt lên, G5, chiếu. Lúc này trắng lên chạy vua E4, tấn công lại xe đen. Nhưng trắng lại giúp vua vào G3. Đen liền xuống xe D2, dọa đẩy tốt H4, hoặc là qua xe G2, chiếu hết. Trắng không còn phương nào tốt hơn là phải đẩy tốt F4, mở đường thoát cho vua. Đen vẫn đẩy tốt H4, chiếu. Trắng chạy vua F3, tượng đen ăn H3, và đen có được hai quân tốt thông. Trắng không đổi luôn tốt với đen lại lui tượng nguyện E7 tấn công tốt đen F6 Tượng đen G2 chiếu Trắng chạy vụ E3 tấn công xe đen Đen chạy xe D1 Tượng trắng màn F6 là xe đen E1 chiếu bắt xe ngay Ở đây đáng ra trắng nên đi vụ E2 tấn công xe đen Nhưng mà thực tế trắng lại đi vụ F2 tấn công tượng đen Và đây là một sai lầm Chớp đi sai lầm này để để tốn H3 bảo vệ tượng Giờ trắng mới lấy tượng ăn F6 tốt đen ăn F4 Trắng đi tự E5 tấn công tốt đen F4 ở đây thì đen nên qua xe F1 chiếu và bảo kê cho tốt F4. Nhưng mà thực tế đen lại đi xe D2 chiếu. Trắng chạy vua E1 tấn công lại xe đen. Đen không thèm chạy xe mới đẩy tốt xuống F3 mời vua trắng sơi. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng một nước đi blunder. Nếu tận dụng được sai lầm này trắng nên ăn ngay xe đen. Đen đẩy tốt xuống F2 thì trắng qua xe F8 tốt đen phòng hậu thì xe trắng ăn hậu đen tượng đen ăn xe trắng trắng đi vua e 1 tấn công tượng đen đen chạy tượng g 2 và với tàn cuộc tượng khác màu như này ván cờ chắc chắn sẽ hoa nhưng mà thực ra hoa là củ sen cũng đã giành được chiến thắng rồi trở lại ván cờ thực tế trắng đã không ăn xe đen mà đi xe e 7 chiếu đen chạy vua g 8 và xe trắng không thể qua để ngăn tốt đen phong cấp được nữa Giờ vua trắng mới ăn xe đen Đen đẩy tốt xuống F2 Đúng rồi trắng lên qua xe G7 chiếu Đen chạy vua H8 thì sẽ bị chiếu mở Mà đen chạy vua F8 Thì trắng lùi xe về G5 Tốt đen phong hậu thì xe trắng F5 Chiếu bắt hậu Lại đưa về tàn cuộc tượng khắc màu Khả năng cao ván cờ sẽ hoa Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Thời gian của Fizuza lúc này chỉ còn có 8 giây Cho nên anh đã tay nhanh hơn não Đẩy tốt G5 và đây là một sai lầm Chớp nó sao này tốt đen biến hình thành siêu ra Trắng vẫn cố đấm ăn xôi, đẩy tốt G6 Hậu đen F2 chiếu Trắng chạy vua D3 Hậu đen F5 chiếu bắt tốt Sau nước đi này Biết là có cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Thân đồng du Fizuza đành chịu thua Như vậy mặc dù cầm quân đen lại chấp non nửa thời gian nhưng mà Manukasen vẫn cho thấy đẳng cấp của mình Thế hệ thần đồng mặc dù mạnh nhưng vẫn còn xanh và non so với ca sen. Với phong độ và kinh nghiệm như này chắc hẳn là ca sen sẽ còn thống trị làng cờ thêm nhiều năm nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.